70 or above, please join us. No, don't leave yet. You gotta hold your red envelope up so we can take pictures. Got our picture. Are we good? Everybody got their envelope? 70 or above. We will take some pictures. Okay, everybody put your hands together. Xin mời quý vị trong một tràng pháo tay cho tất cả các vị lao nhé. Ngày hôm nay, chào niên. Have a wonderful new year, everybody. Let's go.
mình mà mình muốn chia sẻ cái tên tài ca hát của mình ngày hôm nay, xin đăng ký với anh Thanh ở bên tay phải quý vị, bên tay trái chúng tôi, bên tay phải quý vị, chúng ta hát cho nhau nghe ngày hôm nay cho cái không khí nó vui. Thank you.
Định Thắng 2016 này là một khích lệ lớn lao cho tuổi già của chúng tôi và của cộng đoàn. Xin chúc quý vị và gia đình một năm mới sức khỏe, may lành, tình yêu thương và đoàn kết để xây dựng cộng đoàn ngày một lớn mạnh. I want to do a quick translation. He wished all of you a wonderful happy new year, and to the young, listen to your parents. Listen to your parents. And last but not least, he said that let us unite and build our community stronger and happier. Thank you. Yeah, con xin cảm ơn ông cố. This is father of Father Đức. Nguyễn Công Đức, Tổng Phong Tổng Đáng today. Will be traditionally after the, all the children say wish for us to parents, grandparents and grandparents and become like give us a very wish and the best wish for all the young people on the first day of the new year. Yeah, xin cảm ơn Nguyễn Công Đức. Right now, the best moment comes, so we like all the kids. No matter, you know how old you are. All the kids, right? All the kids. So right here, for the old son, they all worry and this new, each one of one hour, but a new year, right? We say hello, a lot of money. You can go to our, our young kid. Come on up. Come on up. Được sao mất sức cầu, Ngọc Hoàng với con
Dạ, Ngọc Hoàng thông cảm, con đi đường xa, con tìm cái GPS mà không thấy đâu hết á, nên con bị lạc đường, tới trễ, Ngọc Hoàng thông cảm. GPS nữa. Ôi dạ. Trời ơi, mình là đội mà. Dạ, Ngọc Hoàng. Dạ, Ngọc Hoàng. Dạ, Ngọc Hoàng. Dạ, lâu lần đầu tiên mới tới. Dạ. Dạ, bấm Ngọc Hoàng. Dạ, bấm Ngọc Hoàng, con có một chút thành thảo này, có chút trình tâu với Ngọc Hoàng hả? Rồi. Wow. Lên rồi, lên. Kính bấm Ngọc Hoàng. Con, thành thảo thứ gì? Còn John Paul Tư vừa mới thành lập hơn một năm nay, nhưng thật nhiều việc để báo Ngọc Hoàng. Xin báo cho các bên mạng trình báo là đoàn mới nhất của miền Tây Bắc, ca viên tuyên úy của cha Âu Sơn, lại có sơ loan trợ úy của đoàn, bao vị trông coi sau không phát triển, lại thêm các vị cha chung cha Việt hết lòng ủng hộ phát triển cộng đoàn, đem Chúa thánh thể khắp chốn, khắp nơi, khắp chốn, chỗ nào đang có cộng đoàn Việt Nam thiếu nhi thánh thể thành lập, tạo thêm điều kiện các em sinh hoạt mới là ý trợ. Hỏi thầy ai thấy ớt lá một trà đủ kiểu quá nóng quá, đây là tin đáng các bạn hỏa cầu cứ sống nóng thế bạn đang thêm mới thành lập số quân ban đầu trên 100 em, chưa kể các trưởng trợ tá phụ huynh, kể ra cũng khá quân số hùng hậu, đầy đủ bá quan sắc võ công thành, cũng như các đoàn sinh hoạt không thiếu, cộng đoàn La Vang sẵn sàng ở mọi việc cần đến, chỉ cần hô to phụ huynh nào tới thế nào cũng trong hết. Chi Ngọc Hoàng quý ông quý bà, quý chú quý bác, quý cô quý cậu, luôn hết lòng, sẽ luôn hết lòng không chút lần ngại phục vụ thiếu nhi thăng tiến mỗi ngày, sống theo tôn chỉ hy sinh cầu nguyện xin năng hết lệ ông đồ mỗi ngày hoa tim mỗi tối chứng dân ông đồ trong mọi hoàn cảnh làm công dân tốt phục vụ nước trời như thầy Giêsu anh cả phong trào đồng hành chúng ta. Giản dị quá anh cả phong trào ha. Thế là thế này. Bây giờ con kẻ nào để lên chúng ta được không? Lâu lên. Ôi trời. Các thầy đi đâu mà trên thiên đình mà chạy lo quăng gì ra? Dạ, bẩm đây là các thần táo của chúng ta ở đoàn chúng ta đó à. Ngọc Hoàng. Dạ. Thần táo năm nay nghĩa là táo bà nhiều thế. Dạ. Sao hết rồi? Dạ, con đây. Nhà mai hơn, ngày nhẹ nhàng ấm, ngày linh đau tim, anh ấm.
Chủ nhiều, nhìn thì hoàn trọng, biểu hiệu